phật ở trong tâm như hương trong cây giác mục hết rồi thì loại hương tự hiện phiền não hết rồi thì phật tâm tự hiện cũng như vậy cho nên biết ngoài cây không hương ngoài tâm không phật nếu ngoài cây có hương tức là hương chỗ khác ngoài tâm có phật tức là phật từ ngoài là không phải phật của mình trong lòng chứa ba độc là cõi uế trong lòng không ba độc là cõi tịnh kinh nói nếu cõi nước dơ bẩn ác độc đầy dẫy mà muốn chư phật xuất hiện thì không thể có bao giờ mà dơ bẩn ác độc là tham sân si mê muội đó chư phật thế tôn chính là cái tâm giác ngộ nếu giác ngộ thì tất cả nói năng đều là pháp phật nếu không nói mà nói thì suốt ngày nói đều là đạo nếu chấp nói năng thì giàu suốt ngày nín thinh cũng là phi đạo. Cho nên, như Lai nói mà không trái với nín, nín chẳng trái với nói, nói nín không lìa. Nếu ngộ được nghĩa nói và nín, đây là vào được chánh định. Nếu nói đúng lúc, nói cũng là giải thoát. Nếu chẳng đúng lúc, dẫu nín cũng là trói buộc. Cho nên, nói cũng lìa tướng, nói cũng gọi là giải thoát. Nếu chấp tướng, dẫu nín cũng là trói buộc. Vã chăng bổn tánh vốn giải thoát văn tự không thể đến trói buộc được pháp không cao thấp nếu thấy có cao thấp là không phải pháp rồi phi pháp là đò pháp là người người nương đò để qua sông thì phi pháp tức là pháp nói theo thế tục thì có nam nữ sang hèn theo đạo thì không có nam nữ sang hèn cho nên thiên nữ ngộ đạo chẳng đổi thân nữ sa nạc thức tỉnh, chẳng đổi danh xưng. Như thế không phải sanh hèn nam nữ, đều từ một tướng đó sao? Thiên nữ suốt 12 năm tìm tướng nữ cứu cánh không thể được, thì biết suốt 12 năm tìm tướng nam cũng không thể được. Cái nghĩa 12 năm là sáu căn sáu trần đó, lìa tâm không Phật, lìa Phật không tâm, cũng như lìa nước không giá, lìa giá không nước phàm nói lìa tâm là không phải chạy trốn cái tâm chỉ đừng chấp ở phần tướng của tâm mà thôi kinh nói chẳng thấy tướng gọi là thấy phật tức là lìa tướng tâm đó nói lìa phật không tâm nghĩa là nói phật từ tâm hiện tâm có thể sanh phật phật tuy từ tâm sanh nhưng tâm chưa từng sanh ra phật cũng như cá sanh ra từ nước chứ không phải nước đẻ ra cá muốn xem cá chưa thấy cá đã thấy nước muốn quán phật chưa thấy phật đã thấy tâm thế mới biết khi thấy cá là quên nước khi thấy phật là quên tâm nếu chẳng quên tâm là còn bị tâm mê hoặc chúng sanh với bồ đề cũng như giá băng với nước bị ba độc làm rối loạn thì gọi là chúng sanh được ba giải thoát thanh tịnh thì gọi là bồ đề cũng như nước bị mùa đông làm đặt lại thì gọi là giá băng, bị mùa hạ làm lỏng ra thì gọi là nước. Nếu bỏ giá băng đi thì không có nước nào khác, nếu bỏ chúng sanh đi cũng không có bồ đề nào khác. Nên biết tánh giá băng là tánh nước, tánh nước là tánh giá băng, tánh chúng sanh là tánh bồ đề, chúng sanh và bồ đề đồng một thể tánh cũng như ô đầu và phụ tử cùng một gốc chỉ vì thời tiết chẳng đồng, mê ngộ các cảnh, nên có hai tên chúng sanh và bồ đề. Cho nên, rắn hóa thành rồng mà chẳng đổi vẫy, phàm biến thành thánh mà chẳng đổi mặt. Chỉ người biết tâm thì trí soi trở vào trong, biết thân thì giới giữ bên ngoài. Chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh, thế gọi là bình đẳng. Chúng sanh độ Phật, nghĩa là nhờ phiền não sanh tỏ ngộ. Phật độ chúng sanh, nghĩa là tỏ ngộ rồi diệt phiền não thế mới biết không phiền não không lấy đâu sanh tỏ ngộ không phải thức tỉnh không lấy đâu diệt phiền não khi mê là chúng sanh độ phật khi ngộ là phật độ chúng sanh vì sao thế vì phật chẳng tự thành đều do chúng sanh độ cả chư phật lấy vô minh làm cha tham ái làm mẹ vô minh và tham ái đều là biệt danh của chúng sanh chúng sanh và vô minh cũng như tay trái và tay phải chớ không phải hai người khi mê là mắc kẹt bờ bên đây khi ngộ là qua được bờ bên kia nếu biết tâm không chẳng chấp tướng thì lìa mê ngộ đã là mê ngộ thì không có bên đây bên kia nữa như lai chẳng ở bên đây cũng chẳng ở bên kia chẳng ở giữa dòng vì sao thế vì ở giữa dòng là tiểu thừa ở bên đây là phàm phu bên kia nghĩa là bồ đề phật có ba thân là hóa thân báo thân và pháp thân hóa thân cũng gọi là ứng thân nếu chúng sanh thường làm điều thiện tức là hóa thân khi hiện tu trí huệ là báo thân hiện giác vô vi là pháp thân thường hiện mười phương tùy nghi cứu tế đó là hóa thân phật nếu dứt mê hoặc tức là tuyết sơn thành đạo là báo thân phật không nói năng không làm không được rỗng rang thường trụ là pháp thân phật nếu luận chí lý một phật còn không có thay làm gì có ba nói ba là y cứ theo người đời mà nói người đời có ba bực người bực hạ vọng cầu phước lực vọng thấy hóa thân phật người bực trung trí vọng dứt phiền não vọng thấy báo thân phật người bực thượng trí vọng chứng bồ đề vọng thấy pháp thân phật người bậc thượng thượng trí soi trở vào trong tròn lặng tỏ tánh phật chẳng đợi trừ tâm mà được trí phật biết ba thân và vạn pháp đều không thể chấp không thể nói đó là tâm giải thoát viên thành đạo cả kinh nói phật chẳng thuyết pháp chẳng độ chúng sanh chẳng chứng bồ đề là nghĩa thế chúng sanh tạo nghiệp nghiệp chẳng tạo chúng sanh. Đời này tạo nghiệp, đời sau thọ báo. Quyết định không sai. Chỉ có bậc trí nhân nơi thân này chẳng tạo các nghiệp, nên chẳng thọ báo. Kinh nói, chẳng tạo các nghiệp, tự nhiên được đạo, há chẳng đúng sao. Người hay tạo nghiệp, nghiệp chẳng hay tạo người. Người nếu tạo nghiệp, nghiệp và người cùng sanh. Người nếu chẳng tạo nghiệp, nghiệp và người đều dứt. Thế mới biết, nghiệp do người tạo người theo nghiệp sanh nếu người chẳng tạo nghiệp thì nghiệp không theo mà sanh người cũng như người hay hoàng đạo mà đạo chẳng hay hoàng người phàm phu đời nay thường tạo nghiệp vọng nói không báo há phải không khổ đau nếu luận chí lý thì tâm trước tạo tâm sau thọ báo thì sao thoát được nếu tâm trước chẳng tạo thì tâm sau chẳng thọ báo thì lấy đâu vọng thấy nghiệp báo. Kinh nói, ai tin có Phật mà nói Phật có khổ hạnh, đó là tà kiến. Nói Phật bị quả báo cây thương vàng và ăn lúa ngựa, đó gọi là đức tin chẳng đủ, gọi là nhất xiển đề. Ai tỏ được pháp thánh thì gọi là thánh nhân, tỏ pháp phàm thì gọi là phàm phu, chỉ có thể bỏ pháp phàm theo pháp thánh là phàm phu thành thánh vậy. Thế gian ngu mê chỉ muốn cầu làm thánh nhân mà chẳng tin cái tâm tỏ ngộ là thánh nhân. Kinh nói, những kẻ không trí đừng cho nghe kinh này. Kinh nói, tâm là pháp, người không trí chẳng tin tâm tỏ ngộ pháp trở thành thánh nhân, nên chỉ muốn tìm cầu bên ngoài, ngưỡng mộ hình tượng màu sắc, đều bị đọa vào tà kiến, tâm sanh cuồng loạn.